Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mẫu lịch 2020. Và cái mẫu tôi đến kèm theo có thể các bạn sẽ làm những mẫu tiếp theo rất là đơn giản. Mời các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế mẫu lịch 6 treo 40-60. Để thiết kế mẫu lịch 6 treo thì chúng ta có tư liệu đính kèm ở phần mô tả của video ha. Khi mà chúng ta download về rồi á, chúng ta sẽ mở những cái tư liệu đó ra để mà thiết kế một mẫu lịch 6 treo. Trước tiên á, chúng ta tạo một khổ giấy. Khổ giấy thì thường khổ giấy là làm lịch 6 treo là 40 60 đơn vị là cm. Độ phân giải thì độ phân giải từ 200 cho đến 250, tại vì khi in thì chỉ khoảng đó là chúng ta in hình lịch nó đẹp rồi. Ok, khi mà chúng ta có background này á, chúng ta sẽ tạo một background màu lịch thì thường nó chỉ có hai màu, một màu vàng vàng và một màu đỏ. Mình chọn màu vàng ở trên, sau đó mình chọn màu đỏ nhẹ nhẹ thôi. Rồi sau đó mình sẽ dùng công cụ này đây để mình kéo màu nó ra. Ở đây mình có thể kéo cái này đó, hoặc là mình kéo ngược trở lại. Là chúng ta có một background nó như thế này đây. Rồi các bạn có thể tùy mình muốn chọn background màu như thế nào thì tùy, mình kéo như thế này đây. Rồi khi mình có background màu rồi thì mình sẽ bỏ cái mẫu lịch qua, bỏ mẫu lịch qua. Wow, mẫu lịch hơi lớn, size quá lớn. Dời cái mẫu lịch qua. Cái phần trắng trắng này á thì chúng ta sẽ cắt bỏ đi, cắt bỏ hoặc là chúng ta giữ lại cũng được. Chúng ta có thể dời nó ra để như vậy cũng được, nó kéo ra. Phần ở dưới đây á, chúng ta tạo dùng chọn ngay cái phần dưới này. Nhân tạo một cái new layer mới thì chúng ta bôi trắng nó đi. Đó, bôi trắng nó đi để mà nó có phần khác biệt, là giảm cái opacity xuống. Còn cái phần màu màu trắng này á, thì các bạn dùng công cụ hút cái màu trắng nó đi rồi thì cắt nó bỏ, nhìn nó kỳ quá. Đây tôi sẽ chọn cục gươm có thể kéo, khi mà cái dấu cực cộng nó nghe màu trắng nó sẽ tự động nó cắt màu trắng đi. Đó, ok rồi, lịch xong mình sẽ bỏ hình vào. Khi bỏ hình vào á, chúng ta sẽ tạo một cái như laser khung hình. Ở đây chúng ta sẽ, trong đây nó có một công cụ để mà chúng ta tạo cái ô này, rất là nhiều ô. Nếu chưa có thì chúng ta vào đây lót chữ on này nè các bạn. Và chữ on giờ thì nó sẽ ra đầy đủ hết. Ở đây mình sẽ tạo cái ô như thế này. Đó, chúng ta kéo hình qua là sẽ dán nó vào bên trong cái ô này, dán vào bên trong này. Đó. Sẽ dán vào bên trong, điều khiển cái khung.
khung hình cho nó hợp lý ha. Mình trên T mình kéo, mình di chuyển. Rồi, khi di chuyển xong, mình sẽ tạo cho một cái khung này một cái bo. Cái bo thì mình sẽ chọn như thế này. Ở đây mình sẽ tạo một cái bo trắng, bo vàng, bo trắng này, bo trắng này. Ok, bo trắng. Rồi, chúng ta đã có cái bo. Mình di chuyển. Các bạn nhớ save lại để khi mà mình thiết kế nó có mẫu rồi mà quên save cũng như không. Rồi ở đây 5 canh tí mình sẽ bỏ con chuột tí qua. Chuột tí ở đây. Rồi tiếp tục cái chữ nữa. Chúc mừng năm mới. Qua luôn. Đó. Kế tiếp là một nhánh mai. Nhánh mai. Đó. Xong. Xong nha. Mình bố trí hợp lý là ok. Đó. Đơn giản chưa? Đây mình có thể dùng chữ xuân canh tí và chọn tóc nó là trắng đây. Đó. Bỏ ở trên này. Ok rồi, thì tùy theo các bạn có thể có tư liệu, các bạn có thể tùy ý đi thiết kế như thế nào cũng được. Cái này mình chỉ cung cấp tư liệu các bạn thôi nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Xem lại. Ok.